Vâng, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn dạy hát hay của mình. Và hôm nay tiếp theo nhu cầu của các bạn trẻ chưa biết trẻ, của các bạn dễ thương đã comment lên kênh của mình hướng dẫn ca khúc Cơn Mơ Băng Giá. Đó, vô nè. Đấy, bài hát này mình rất là thích luôn. Bây giờ chia sẻ cho mọi người liền ngay lập tức luôn. Tranh thủ. Mùa này là mùa gì? Mùa này là mùa học hát. Học hát online. Rồi, Cơn Mưa Băng Giá. Rồi, một sáng tác của ai? Không biết luôn. Chờ 3 giây. Theo đúng thông lệ là phải vô là phải biết tên tác giả này. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thanh Trung. Ca khúc nói là nỗi niềm dây dứt không nguôi của một chàng trai về một mối tình đã xa. Đúng thông lệ là vậy ha. Rồi giờ vô nào. Rồi các bạn muốn hát hay bài này thì các bạn, đây là một bản ballad nhẹ nhàng trữ tình nên các bạn không có, cũng không có quá cao. Bài ca sĩ Bằng Kiều đã rất là tinh tế để có thể cho mọi người có thể hát được ca khúc này. Không quá cao, không quá cao. Rất dễ hát. Ok nha. Nhưng mọi người cứ hát bình thường thôi, thoải mái thôi, không có gì phải gào thét dữ lắm đâu. Giọng nào cũng hát được. Vô. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xưa nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, đợi chờ em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngang ngã, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ. Mỗi lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia hai lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng. Bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Ok, rất đơn giản phải không mọi người? Bài này không cao đâu. Son. Maximum là son, tông là son thứ, là đúng tông Bằng Kiều luôn á. Không cao nha mọi người ơi. Nên mọi người chỉ cần hát cái giọng rất là jazz như là giọng nói của mình. Tập mix voice nha. Rồi mở các khoảng vang cứ như vậy. Một lần thôi và cố pha một chút gió vào trong đó. Cái gió là từ đâu? Là từ cái hơi từ dưới bụng là đẩy lên trên cái vòm họng của mình và mình. Một lần thôi thời gian. Còn khi mình nói rồi, một lần thôi thời gian trở lại. Đó là chest voice. Mà chest voice pha với falsetto là sẽ như thế này. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia hai lối đi. Đó. Đó là giọng gió pha một chút với chest voice. Còn chest voice là một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia hai lối đi. Nó thuần, nó như là cái giọng nói bình thường luôn, giọng ngực luôn. Còn bây giờ mình pha chút gió, pha một tí hơi vô nữa là giọng nó sẽ ấm áp, tình cảm hơn. Rồi bây giờ chơi lại từ đầu nha. Vô mọi người ơi, cùng tập nào. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Nhớ nha, giống như mình đang hát, mình đang ngậm một cái cục âm thanh ở trong miệng mình á. Rồi từ từ mình đưa nó thanh thoát, vang ra. Đưa ra ngoài, đưa ra phía sau, đưa lên trên và đưa phía dưới. Nhìn từng giọt, nhẹ nhàng thôi. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có. Đúng không? Cầm câu này. Có, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, đợi chờ em sẽ quay về. Đó, rất đơn giản đúng không? Đợi chờ em sẽ quay về. Nhẹ nhàng như âm thanh đơn giản trong đây thôi. Và cuối cùng cho nó vang ra. Khi bắt đầu mình cất lên lời hát của mình thì mình để các cục âm thanh nó vang ra xung quanh mình.
tạo cái cảm giác là âm thanh đang vang, thì giọng hát vang là một giọng hát hay ha các bạn. Nghe từ từ, cảm nhận từ từ. Mình nói chuyện là như vậy nhưng mà mình hát là như khác nha. Hát là phải vô tình cảm. Vô. Con đường kia giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi, giá lạnh, 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 vang ra, lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một cái sự nức nở. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Nức nở lên một chút xíu. Dạ. Một lần thôi thời gian trở lại. Ok nha, vẫn như vậy, trở lại, cảm giác nó quay trở lại. Mỗi lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ, ok, thoải mái nha, mình sẽ không chia hai lối đi. Đó, cảm giác giống như là cái gì nó gây cấn lắm. Mình sẽ, một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia hai lối đi. Vẫn là ngậm cái âm thanh ở trong cái vòm họng của mình, vòm vòm miệng, để âm thanh bắt đầu, khi mình hát cái mình đẩy cái âm thanh vang ra. Mình sẽ không chia hai lối đi. Đôi bàn tay xiên đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Đó là một cách mình xử lý ha. Nhớ thương mơ hồ. Cảm thấy cái sự da diết hơn, dây dẫn hơn. Nhớ thương này rất là dây dẫn. Tiếp theo, và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về, đêm về. Đó là cái xử lý tự tin ha, mình feel đó, đêm về. Rồi, để cảm xúc đặt vào, để khoảng vang trong vòm họng càng ngày vang xa ra, chạm tới mid voice, chạm tới head voice và chest voice phía sau, phía dưới. Tình cảm vẫn giữ vào như falsetto một tí gió nào. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh mà môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giông, để được nằm kề em, mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ êm đềm. Rất là đơn giản, bài này thực sự không khó. Bài này còn dễ hơn những cái bài nhạc trẻ bây giờ nữa. Bài này cũng là nhạc trẻ này nhưng mà không trẻ lắm. À, bởi vì cái câu từ, cái ca từ nó cũng hồi thuộc, nó thuộc dạng gọi là xưa xưa ha. À, nó giống cái thời xưa hơn nhiều. Còn bây giờ nhạc trẻ giờ nhiều bài nó còn khó hơn vậy rất là nhiều nữa. Nên các bạn cứ tự tin hát bài này một cách thoải mái, lên tới son bariton mà hát hết cỡ vẫn lên vô tư. Ok. Rồi xuống thấp thì cũng không thấp lắm đâu. Giọng bằng kiều là giọng tenor, không phải thấp. Nên bằng kiều chọn cái bài này để trình diễn cho mọi người, là mục đích là cho mọi người có thể hát được tốt bài này, để có thể hát cùng với bằng kiều bài này rất là dễ dàng. Ok, và sau đây mình sẽ mừng lại một lần nữa nha. Một lần thôi thời gian, để các bạn cùng nhau tập luyện cho nó vui vẻ. Ok. Hai, vô cho cái tâm ấy coi. Vô. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia hai lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Cao chào, hai, ba. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh. Đó, cái chữ mong manh mình nhẹ nhàng ha. Cao chào lên rồi. Mong manh, mong manh. Vẫn giữ âm thanh trên đây và hát nhẹ nó lại để nó vang đều ra các khoảng vang. Mong manh, mong manh, mong manh. Để cho nó cảm giác nó tình cảm và xử lý khéo léo. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa,
lâu khá chờ. Này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bao sâu, để đường nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi còn được xưa cũ. Rất là đơn giản, rất là đơn giản, không khó khăn gì cả. Một cái giọng hát ballad là một giọng hát kết hợp của ba loại giọng chủ đạo, đó là chest voice, mid voice và head voice. Xong sau đó mình kết hợp nhiều hơn nữa, cho vào trong đó nhiều hơn nữa cái sự tình cảm của giọng gió, cái hơi thở của mình đó, để cái âm thanh khi nó ở trong cái vòng miệng của mình nó được vang đều ra và nó sẽ tình cảm hơn, nó sẽ lôi cuốn hơn, nghe nó mềm mại hơn, thì đó là giọng nhạc ballad. Rồi. Nói một cái chỗ này thì cái chỗ này là cái chỗ mà anh bằng kiểu feel lên. Feel. Thì cũng như vậy thôi chứ nó không khó, nó cũng tới son hà, tôi cũng cái là chứ không khó đâu các bạn, cứ nghe thử nha. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông. Mình phải cho cái âm thanh trong miệng mình nó vang ra sâu, vang ra phía trước ha. Mà dù đời này bao nhiêu bão giông. Dù đời này bao nhiêu bão giông, bão giông, thì cho âm thanh, cái cục âm thanh trong miệng nè, bao nhiêu bão giông, thì âm thanh nó phải vang. Thì lý do tại sao mà mình nói là các bạn tập á, kết hợp hơi thở vào trong các giọng hát và khoảng vang của mình á, để cho nó vang và nó rất là dễ dàng di chuyển. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để mình nằm kề bên em, tình cảm để mình để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ. Em đây. Ok, rồi kết thúc bài Cơn mưa băng giá. Mà sao đây nó gọi cơn mưa băng giá? Bài này có hai cái tựa ta. Ok, chúc các bạn vui vẻ và có thể tập hát hay ca khúc Cơn mưa băng giá. Mình sắp tới mình có một cái group chuyên về để trao đổi về cái những cái nội dung chi tiết hơn, tại vì bây giờ nhiều người hỏi quá mình cũng không comment kịp, thì mình tạo một cái group, thì các bạn bấm xuống phần mô tả bên dưới nha, để rồi các bạn vào phần group đó và cùng nhau mình chia sẻ, không chỉ là mình đâu mà rất là những người bạn khác, để có thể trao đổi cùng nhau về nội dung thanh nhạc và cụ thể hơn, có một cái sân chơi vui vẻ dành cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh và subscribe.